Chào toàn thể anh em, hôm nay là chiếc HS ý đời 2011 bên mình đã dọn mới và hôm nay đến ngày giao xe cho khách. Thì mình sẽ quay trực tiếp với các bạn là chiếc xe sau khi được dọn mới với gói dọn cực kỳ rẻ tại Đồ Chơi Xe Việt Nam. Tất cả dàn áo bên ngoài được sơn lại thành màu zin, màu trắng zin. Dàn chân được sơn theo màu bạc của SSI đời 2012, màu cao nhất các bạn nhé. Dàn nhựa nhám được sơn xi lại. Về mặt kính pha đời này khá là rẻ nên bên mình đã thay thế cho khách mặt kính mới. Bên trong là mình xài bóng led Philips. Xi nhan và đèn hậu hai bên đã được bánh bóng làm mới. Cái này trong gói dọn là mình đã tặng miễn phí cho khách hàng. Tất cả chi tiết ốc trên xe, chi tiết nhỏ nhất là được gom xi lại làm mới. Lốp trước lốp sau thay thế bằng lốp Biori. Đây là một hãng lốp dành cho SS Việt Nam, SS Ý, khá giá rất là kinh tế, hơn 2 triệu một cặp. Gói dọn bên mình tương đối là khá là rẻ dành cho dòng SS Ý. Tất cả sơn xi, tất cả chi tiết trên xe thu từ A đến Z là bên mình có lấy khách của 4 triệu thôi. Và trong đấy là tặng anh em dầu máy và tặng anh em vệ sinh khung sườn, tặng rất nhiều thứ rồi. Để các bạn có nhu cầu dọn xe thì qua trực tiếp số 1, số 2 đầu ngõ 109 Trường Chinh. Và liên hệ hotline 0329607777 giúp mình. Thank you.